bị dính bùa yêu. Ngày xưa, ở vương quốc nọ, có một chàng hiệp sĩ tên là Tristan, tính tình dũng cảm, được nhà vua rất yêu mến. Sứ quân của ta và Iceland đã chiến tranh liên miên bao lâu nay, tốn không ít binh đao sức lực. Chi bằng chúng ta cầu thân đổi lấy hòa bình. Nay ta cần một người thân cận đến đó cầu hôn công chúa về cho ta. Dạ bẩm đức vua, xin hãy để cho thần được thực hiện nhiệm vụ này. Thật ra ta đã có sự lựa chọn cho mình. Tristan vốn là người chu toàn. Ngay ngày mai ngươi lập tức xuất hành đến Iceland, đem theo sính lễ và phải đón công chúa Aisu về đây. Thần xin tuân lệnh. Tristan, ngươi đừng quên nói với hoàng hậu Iceland đưa chai rượu bùa yêu để ta và Aisu uống trong lễ cưới. Sợ rằng nàng bị ép buộc sẽ không thể yêu ta. Sứ Iceland. Cụ ơi, sao tôi không thấy bóng dáng một ai hết? Không ai dám ra đường vào thời gian này cả. Có một con rồng khát máu xuất hiện ở xứ này. Nhà vua hứa rằng sẽ gả công chúa Aisu cho bất cứ ai giết được nó. Rất nhiều hiệp sĩ ở đây đã chiến đấu với nó đều chết hết rồi. Nếu để Aisu lấy người khác, sẽ không còn cơ hội đưa nàng về với đức vua nữa. Cụ ơi, con rồng ấy ở đâu? Để tôi quyết chiến với nó. Độc độc này đang ngấm vào người mình. Mình sẽ chết mất. Nàng là ai? Ta là Isiu, công chúa xứ Ireland. Vua cha và mẫu hậu đã sai ta mang thuốc thần đến để chữa lành vết thương cho người giết rồng. Không ngờ công chúa xứ Ireland lại xinh đẹp như này. Thật khiến ta rung động. Không được, nàng là hoàng hậu tương lai của xứ Cornwall, nơi ta đã thề phải tận trung đến chết. Ồ, người nói sao? Ngươi là Tristan, hiệp sĩ xứ Cornwall, muốn ngỏ lời cầu hôn con gái Aisu của ta cho vua Mark ư? Nhưng chúng ta đã hứa gả Aisu cho người nào tiêu diệt được con rồng hung ác. Vì lời hứa với đức vua của mình, thần nhất định phải mang Aisu về trở thành hoàng hậu. Aisu, ta biết người con thích là Tristan, nhưng việc con trở thành hoàng hậu của xứ Cornwall là có lợi cho hòa bình. Nếu con không lấy vua Mark, có lẽ sẽ đẩy vương quốc ta và cả Tristan vào cảnh nguy hiểm. Bajenda, ta giao người hộ tống Aisu. Đây là hai chai rượu bùa phòng khi khẩn cấp. Một chai bùa chết chống lại kẻ thù và một chai bùa yêu dành riêng cho công chúa và vua Mark uống trong ngày cưới. Bajenda, hãy đưa cho ta chai rượu bùa độc của mẫu hậu ta. Mau lên! Ta không thể đưa công chúa chai độc dược. Tristan, nếu chàng không thả em ra, em sẽ uống chai độc dược này để không phải kết hôn với đức vua của chàng nữa. Đừng, Aisu! Là ta đẩy nàng đến bước đường cùng. Ta yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại không dám thừa nhận. Ta sẽ chết để đền tội với nàng. Trời ơi, đó là chai rượu bùa yêu. Cả hai người đều uống nó rồi ư? Chuyện này là sao? Em phải bảo vệ mạng sống của công chúa đến cùng, nên đã dùng chai bùa yêu. Nhưng mà em không thể ngờ Tristan cũng sẵn sàng uống cùng công chúa. Chàng đã thừa nhận tình yêu của chàng dành cho em. Chẳng cần chai rượu bùa này, chúng ta cũng đã yêu nhau rồi. Aisu, tất cả là lỗi của ta. Bẩm đức vua, hòa hiếu với Iceland đã được gìn giữ. Xin người cho phép thần được chuyển đến canh giữ cửa biển phía tây.
Được, giao cho người canh giữ vị trí trọng yếu như vậy, ta cũng yên tâm. Tình Tristan đáng ghét, lúc nào cũng giành được sự ưu ái. Hoàng hậu đang ở bìa rừng ngay cạnh cung điện thưa đức vua. Thần nghĩ người sẽ muốn đích thân tới đó đón hoàng hậu về. Aishu, từ giờ ta sẽ đi thật xa khỏi cung điện để quên hết những chuyện đã qua. Chitan, người là kẻ phản bội, người dám có tư tình với hoàng hậu sao? Xin người đừng trút giận lên Chitan. Em có tình cảm với chàng trước khi trở thành hoàng hậu của người. Chàng đã đưa em về như đúng lời hứa với người và không có bất cứ cư xử nào quá giới hạn với em. Nàng còn ở đó cầu xin cho hắn ư? Bay đâu, áp giải hoàng hậu về lãnh cung và Tristan về giam trong ngục chờ xét xử. Tristan, đức vua đẩy ngươi ra cửa biển phía tây, vĩnh viễn không được trở lại hoàng cung nữa. Ngươi phải gả cho quận chúa Aishu, con gái của bá tước Brusso. Nhưng tại sao lại bắt ta phải cưới người cùng tên với hoàng hậu chứ? Đức vua muốn ngươi cả đời sống cạnh một người tên Aishu để không được phép quên tội lỗi của mình. Còn hoàng hậu, cô ta sẽ bị giam cầm đến chết. Aishu đang phải ngồi trong ngục tối, chẳng biết sống chết thế nào. Còn ta bị ép kết hôn với một người mà ta không yêu. Tristan! Ngài có sao không? Quận chúa Aishu, phu nhân của ngài đã tới rồi. Có lẽ vết thương cũ tái phát thôi. Ta đã từng chết đi sống lại nhờ Aishu dưới gốc cây mận gai năm ấy. Tới giờ rồi, khởi hành ra cửa biển. Ta là vợ của chàng mà chàng còn không thèm nhìn mặt ta lấy một cái. Hẳn là chàng còn đang dương vấn hoàng hậu Aishu. Công chúa, em phải làm gì để cứu người ra khỏi đây? Quận chúa Aishu, bệnh của quận công Tristan là tâm bệnh kết hợp với vết thương cũ tái phát, thuốc thang không thể giải quyết được. Aishu, Aishu. Chàng gọi tên Aishu sao? Là gọi ta hay là gọi cô ta? Hoàng hậu Aishu vẫn còn sống chứ? Nàng ấy không bị xử tử chứ? Tristan, đến giờ chàng vẫn nghĩ tới cô ta ư? Quận công Tristan, người có sao không? Percy, Aishu, hoàng hậu Aishu, cho ta gặp nàng. Người hãy tìm người hầu Bagenda để cô ta giúp đỡ. Xin ngài cứ dặn dò, tôi sẽ tìm mọi cách. Thời gian ta chẳng còn nhiều, hãy chuẩn bị sẵn hai cánh buồm, một cánh buồm đen và một cánh buồm trắng. Nếu Aishu còn sống và đồng ý tới, hãy căng buồm màu trắng, còn nếu không thì màu đen. Hoàng hậu Aishu, cô ta sẽ tới đây sao? Vậy còn ta là gì của chàng? Thương người chủ nhân nặng tình, Percy trở về kinh thành để gặp hoàng hậu Aishu. Vì sợ bị xử tội nên con không thể nói ra. Do hoàng hậu muốn uống rượu độc, con phải thay thế bằng chai bùa yêu của hoàng hậu Aileen. Tristan và Aishu đã vô tình uống một ngụm. Hả? Vừa chai rượu bùa yêu ư? Con thề bằng tính mạng của mình, Tristan nguyện một lòng trung thành với người. Bây giờ ngài ấy rất nguy kịch, chỉ cần gặp được hoàng hậu Aishu thì ngài ấy sẽ có hy vọng sống sót. Nghĩ lại thì Tristan bậc công thần, lập nên hòa bình với Iceland, không tốn binh đao, không đầu rơi máu chảy. Lần ấy Tristan cũng giơ thanh kiếm giữa hai người, chứng tỏ hắn ta rất biết chừng mực. Thôi được, nể tình những chiến công của Tristan, ta sẽ ban ơn cho hoàng hậu đi cứu mạng hắn, kẻo người đời lại nói ta là một tên báo chúa. Người đâu? Thuyền về đến cửa biển chưa? Cánh buồm
có màu gì? Màu đen, chẳng khác nào màn đêm. Ai su của ta. Không, Tristan. Theo nguyện vọng của Isu, mộ của nàng và Tristan được chôn cạnh nhau. Trên hai nấm mộ mọc lên hai bụi mận gai quanh quẩn bên nhau không rời. Nhiều lần nhà vua muốn cắt cây mận gai đi, nhưng hễ vừa cắt đi thì mấy ngày sau cây đã mọc lại như cũ. Kinh ngạc trước điều kỳ diệu, nhà vua cấm không ai được cắt nó. Từ đó, chuyện tình yêu giữa Tristan và Isu được lưu truyền mãi về sau. Tỉnh ngộ. Mua hồng đi ạ, à. Hồng nhà tôi ngon và ngọt lắm. Hàng đâu mà còi cọc bé tí tẹo thế, quả vừa bé lại còn xanh nữa chứ. Ừ, hàng xấu thế này, có bán rẻ cũng chẳng ai mua đâu. Dạ, cảm ơn bác, lần sau bác quay lại mua hồng nhà em nhé. Hồng ngon lắm bác ạ, à. Mời bác nếm thử. Năm nay mưa nhiều, sâu bệnh hoành hành dữ quá mà sao hồng nhà bác vẫn mọng nước chín đỏ thế kia. Cũng chỗ bán buôn, tôi nói thật tất cả là nhờ thuốc trừ sâu đấy ông ạ. À. Đợt hồng sao, ông cứ thử dùng mà xem, hiệu quả lắm. Nhưng sau 2 tuần nữa cũng là tới vụ hồng chín muộn rồi, phun thuốc bây giờ độc lắm. Không sao, không sao, mấy hôm nữa hồng chín đỏ rực, ai biết lấy là đâu. Với lại, hồng bán đi bao nhiêu nơi, mỗi người ăn vài quả không chết đâu mà sợ. Cái chính là hồng nhìn ngon mắt, ai chẳng muốn mua. Không được, thế là làm ăn không có lương tâm. Nhưng nếu không làm vậy, lấy đâu ra tiền trả nợ, đủ các khoản phân bón, công xá từ đầu vụ bây giờ. Trong ngày hôm nay các anh cố gắng phun hết vườn cho tôi. Mà vụ hồng chín muộn lại được mùa. Alo, trời ơi, sao lại vậy? Con bé ra vườn trải hồng ăn, bác sĩ bảo ngộ độc thuốc trừ sâu với hàm lượng lớn. Còn cái đống hồng mới phun thuốc của ông sẽ hại bao nhiêu người nữa. Chỉ vì mình tham chút lợi nhuận, còn may là mình chưa kịp đem bán. Có cách nào để trồng lại những quả hồng ngon lành mà vẫn không phải sử dụng thuốc trừ sâu không? Mình tưởng lũ chim sợ thuốc trừ sâu đã bay đi hết rồi chứ. Phải rồi, sao mình không nghĩ ra từ sớm nhỉ? Mỗi loài đều có một thiên địch riêng. Trước đây có rất nhiều loài chim sâu, nhưng mình và mọi người sử dụng thuốc quá nhiều nên bây giờ các loài chim bỏ đi hết. Lũ sâu mới hoành hành thế này, thử làm tổ cho chúng trên những chặt cây xem sao. Ôi, đúng là những quả hồng được trồng tự nhiên có khác, ngọt quá. Hôm qua các mối hàng trên thành phố trả lại nhà tôi gần 20 thùng hàng. Vì qua khâu kiểm dịch, người ta phát hiện hàm lượng thuốc trừ sâu vượt quá mức cho phép đó. Vườn hồng của tôi năm nay có rất nhiều đơn đặt hàng từ các nhà máy với sản lượng lớn. Chưa kể các chợ và nhà buôn lớn nhỏ khác cũng đang liên hệ trở thành khách hàng lâu dài với tôi. Họ nói khách hàng rất ưa chuộng những quả hồng được trồng tự nhiên. Tôi nghĩ ông không nên dùng nhiều thuốc trừ sâu nữa, mà nên áp dụng phương pháp dùng thiên địch của tôi. Sắp tới tôi sẽ cho thử nghiệm nuôi kiến vàng để trừ rệp. Ba ơi, ba
Hôm nay ba con ta sẽ cùng nhau đi hái những quả hồng ngon nhất khu vườn này nha. Và ta chắc mẹ con sẽ cho chúng ta thưởng thức món mứt hồng tuyệt vời nhất thế gian này. Hay quá. Và chúng ta sẽ nghe những chú chim hót phải không ba? Chú cáo nhát gan. Ồ, giỏi quá, siêu thật. Đó chỉ là một trong những chiêu đơn giản nhất để sinh tồn mà thôi. Hãy nhận chúng con làm đồ đệ, chúng con xin được theo thầy để học võ. Hai con hãy mau đứng lên đi. Nếu mà thầy không nhận lời, chúng con nhất định không đứng lên đâu. Thôi được, ta đồng ý. Chúng con cảm ơn thầy. Con mèo đó có gì mà ghê gớm thế chứ. Thầy thầy cơ đấy. Tính ra thì tài nghệ của nó có khi chỉ bằng cái móng tay của ta. Nhưng mà kể ra được người khác gọi bằng thầy thì cũng oai thật đấy. Người như mình mới xứng được gọi bằng thầy, được nhận đệ tử chứ. Ôi chao, trông thầy cáo kìa, ai phong làm sao. Ôi, thầy cứ để con. Hay quá, phải thế mới xứng tầm của ta chứ. Xem ra ta cũng phải thu nạp đồ đệ thôi. Nên lấy tên là gì nhỉ? Chẳng nhẽ lại gọi là thầy cáo? Không được, nghe nó quá tầm thường. Gì nhỉ? Thầy gì được nhỉ? Phải rồi, phải lấy nghệ danh là thầy Chu Tê, nghe cho nó hay. Chu Tê nghĩa là chúa tể, cái tên này sinh ra nghe cứ như là để cho mình vậy. Ôi, thân thủ phi phàm, sức khỏe phi thường, lại còn trí thông minh vượt bậc nữa chứ. Phải về xin mẹ cho đi học thôi. Hay quá, thằng nhỏ nhà tôi dạo này mãi chơi lắm, cho theo học lớp này tốt quá. Đúng vậy đó, tôi cũng phải gửi hai đứa nhà tôi theo học thầy Chu Tê mới được. Đẹp rồi đây. Kính chào thầy Chu Tê. Tốt lắm, thầy Chu Tê ta là người võ nghệ cao cường, thông minh lanh lợi nhất cánh rừng này. Các đệ tử gặp được ta là may mắn lắm đấy. Chúng đệ tử xin thầy chỉ bảo ạ. Muốn học được hết võ nghệ của ta, các đệ tử chắc phải mất 30 năm là ít. Còn muốn được thông minh lanh lợi như ta thì e rằng có học cả đời cũng chẳng được. Ở cánh rừng này, đến cả những loài mạnh như hổ hay sư tử cũng chẳng phải là đối thủ của ta nữa là. Nhưng thôi, trước tiên cứ khởi động đã nhé. Dạ. Giờ khởi động khớp chân khớp tay cho thật dẻo vào. Thầy đi kiếm cái gì bỏ bụng rồi quay lại đây dạy tiếp. Dạ. Kiếm gì bỏ bụng được nhỉ? Ôi. Ôi. Ôi, chết tôi rồi. May quá, suýt chút nữa thì làm mồi ngon cho nó rồi. Nè, nghe nói là hôm nay trong rừng khai giảng lớp học võ thì phải. Đúng rồi, thấy quảng cáo thầy dạy võ, tài nghệ cao cường lắm, lại túc trí đa mưu nữa. Thân thủ phi phàm, sức khỏe phi thường, trí thông minh vượt bậc cơ mà. Mình bắt đầu nổi tiếng rồi đây. Nhưng mà không biết là ai mà giỏi thế nhỉ? Thật là ngưỡng mộ đó. Ừ, nghe đâu người đó tên là... Chu Tè hay sao ấy? Hả? Chu Tè á? Dám gọi ta là Chu Tè sao? Này, hai tên khỉ nhãi nhép kia, sao dám gọi ta là Chu Tè? Tên ta là Chu Tê. Hay như thế mà các mi dám... Nhớ đó, tên ta là thầy Chu Tê. Chu Tê nghĩa là chúa tể đó, nhớ lấy. Đây rồi, phen này thì chạy đâu cho thoát. Tình cáo hổm hỉnh, thùng rỗng kêu to kia. Để xem thầy Chu Tê võ nghệ cao cường đến đâu nào. Tha cho tôi đi. Ôi, phen này mình tôi thật rồi. Nhìn kìa, thầy Chu Tê kìa. Sợ quá tè ra cả quần.
đúng là thầy Chu Tè. Chu Tè. Làm lại cuộc đời. Chà, lạnh quá. Khuya thế này không biết còn taxi không nữa. Anh ta bị sao thế nhỉ? Anh có sao không? Sao anh không kiếm chỗ nào ngồi cho đỡ ướt? Người anh ướt hết rồi kìa. Anh có lạnh không? Taxi đến kìa, anh có muốn lên xe không? Kìa, anh có đi không? Có đi không? Mưa thế này hiếm xe lắm đấy. Dạ thôi ạ, cảm ơn anh. Anh sao thế? Anh định cứ ngồi đây dầm mưa mãi sao? Anh không thấy lạnh hả? Tôi không biết anh đang gặp chuyện gì, nhưng cứ ngồi đây mãi thế này không phải là cách giải quyết tốt đâu. Hôm nay là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Vậy thì chắc chắn ngày mai sẽ không tệ như ngày này nữa. Anh hãy về nhà và đợi chờ những điều tốt đẹp hơn đi. Cô về đi, khuya lắm rồi đấy. Thế còn anh thì sao? Anh định ngồi đây đến bao giờ? Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh. Anh nói sao? Chia tay ư? Anh xin lỗi, Rose đã có thai với anh. Anh... Rose có thai với anh? Không thể thấy được. Một người là bạn thân của tôi, một người là bạn trai của tôi. Tại sao hai người dám lừa dối tôi? Anh xin lỗi, em hãy tha lỗi cho anh. Hình như kia là cô gái mình gặp hôm trước. Cô ấy bị làm sao thế nhỉ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Kết thúc rồi, mọi thứ đã kết thúc rồi. Cô làm gì thế? Là anh sao? Sao anh lại kéo tôi lại? Hãy để tôi chết đi. Tôi không muốn sống nữa. Làm sao tôi có thể để cô chết được? Cô quên là đã nói với tôi những gì ngày hôm đó sao? Thôi nào, cô biết rõ đây không phải là cách giải quyết tốt nhất, đúng không? Duyên số đã khiến tôi lại có thể gặp cô một lần nữa trong tình cảnh này. Cô biết không, nếu như ngày hôm đó tôi không gặp cô thì có lẽ tôi đã chết rồi. Đó là một ngày tồi tệ khi tôi biết tin mình mắc căn bệnh ung thư quái ác. Mọi thứ xung quanh tôi đều sụp đổ. Tôi đã đứng dưới mưa suốt 10 tiếng đồng hồ để nghĩ cách khiến mình ra đi ngay lập tức mà nhẹ nhàng nhất, không phải chịu cảnh bệnh tật dày vò. Cho đến khi gặp cô hoàn toàn là một người xa lạ mà lại quan tâm lo lắng tôi, khiến tôi bỗng dưng thấy ấm áp lạ thường. Và đúng như cô nói, tôi đã chờ đến ngày mai. Phép màu thực sự đến khi bác sĩ gọi điện thông báo cho tôi rằng kết quả xét nghiệm của tôi đã bị nhầm với một người khác. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Thật sao? Chúc mừng anh. Cô thấy đấy, một người tưởng chết như tôi còn có cơ hội làm lại. Vậy chẳng lý do gì để cô phải từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này chỉ vì một người đàn ông tệ bạc? Hãy nghĩ rằng ngày mai sẽ tốt hơn như cô đã từng nói với tôi. Anh nói đúng, suýt chút nữa tôi đã làm điều dại dột rồi. Thật sự cảm ơn anh. Tôi mới là người phải cảm ơn cô. Chính cô đã cho tôi một cuộc đời mới. Hứa với tôi, cô sẽ không bỏ cuộc nhé. Cô xứng đáng nhận được hạnh phúc, tôi tin là vậy. Ừ, tôi hứa. Chuột đồng trả ơn. Nắng sớm thật là rực rỡ, trong lành làm sao? Từ khi chúng ta chuyển đến nơi này, không khí mát mẻ, thức ăn dồi dào, thật tuyệt biết bao. Cuộc sống cứ yên bình thế này, tớ chẳng còn ước gì thêm. Hả? Có chuyện gì vậy? Ôi!
Nhanh lên các bạn ơi, hồ nước kia rồi. Trời ơi, là voi. Sao họ lại đi qua đây chứ? Họ sẽ làm hỏng hết nhà cửa của chúng ta mất. Không xong rồi, họ đã biết ở đây có hồ nước, họ sẽ thường xuyên quay lại đây. Nhà cửa chúng ta sẽ bị giẫm sập hết. Còn ở đây chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta phải làm gì đó chứ. Khó khăn lắm chúng ta mới tìm được một nơi tốt như thế để sinh sống mà. Tớ không muốn phải đi khỏi nơi này đâu. Tớ cũng thế. Phải mau nghĩ cách thôi. Được rồi, vậy thì chỉ còn có cách này. Lát nữa khi họ quay lại, chúng ta sẽ ra mặt để thương lượng với họ, yêu cầu họ đừng đi qua con đường này nữa. Các cậu có nhất trí không? Đành phải vậy thôi. Tuyệt thật. Vậy là chúng ta đã tìm được một hồ nước vừa trong xanh lại vừa dồi dào. Từ nay chúng ta sẽ chẳng còn lo gì về nguồn nước nữa. Chào các anh voi. Tiếng ai vậy? Ở đâu thế nhỉ? Là chúng tôi đây nè. Chúng tôi là chuột đồng. Cứ tưởng ai, hóa ra là chuột đồng. Các cậu chán sống hay sao mà cản đường của chúng tôi thế? Không sợ chúng tôi giẫm phải à? Tai to, không được nói vậy. Chào các bạn chuột đồng. Các bạn có việc gì sao? Bọn tôi muốn gặp các bạn để thương lượng một chuyện. Thương lượng ư? Các cậu nhỏ bé yếu đuối thế, lấy tư cách gì mà thương lượng với bọn tôi chứ? Thật là nực cười. Tai to. Được rồi, có chuyện gì vậy? Các bạn cứ nói đi. Chúng tôi đã sinh sống tại vùng đất này đã lâu. Chúng tôi xây nhà cửa bên dưới lòng đất. Tuy nhiên, hôm nay các anh đi qua đây đã khiến nhà chúng tôi bị sập đó. Nếu còn tiếp tục thì chắc chắn chúng tôi sẽ không còn nhà để ở. Vì vậy, chúng tôi hy vọng là các anh từ lần sau có thể đi đường khác được không? Cái gì cơ? Không đi con đường này thì bọn tôi đi con đường nào được chứ? Sao bọn cậu không dọn đi nơi khác mà sống? Các anh có thể đi đường vòng qua bìa rừng cũng có thể đi ra được hồ mà. To lớn như chúng tôi, sao phải nhường nhịn loài chuột nhỏ bé như các cậu chứ? Tai to, đừng có nói như vậy nữa. Chúng ta đã suýt phá hết nhà cửa của các bạn chuột. Chúng ta có lỗi mà. Bọn tớ rất xin lỗi. Bọn tớ không có ý làm hỏng nhà các cậu. Nhưng các cậu yên tâm, từ nay chúng tôi sẽ đi đường vòng, không làm ảnh hưởng đến lãnh thổ của các bạn nữa. Cảm ơn các anh đã hiểu cho chúng tôi. Này, các cậu có ngửi thấy mùi chuối không? Ừ, có mùi thơm chuối thật đó. Ôi, đằng kia kìa. Ôi, chuối mới ngọt lành làm sao. À, ôi, à. Chúng sập bẫy hết rồi. Tôi đã bảo ở đây có bầy voi mà. Phen này chúng ta hồi to rồi. Giờ cũng sắp tối rồi. Chúng ta dựng lán ở đây nghỉ tạm một đêm đi. Sáng mai sẽ gọi người vào đây kéo ba con voi này về. Ờ, cứ vậy đi. Ôi, tôi không muốn chết. Không muốn chết. Các anh voi, đừng quá lo lắng. Chúng tôi đến giải cứu cho các anh đây. Các bạn chuột, các bạn đến giải cứu chúng tôi sao? Nhưng mà, bằng cách nào chứ? Chúng tôi sẽ cố cắn đứt dây thừng. Các bạn hãy tuyệt đối im lặng, kẻo những người thợ săn phát hiện nha. Mau đi thôi, nhớ phải thật nhẹ nhàng đấy nhé. Vậy là các bạn đã an toàn rồi. Các bạn chuột, cảm ơn các bạn đã cứu tớ. Thật may mà có các bạn, nếu không thì... Không có gì đâu, đó là việc bọn tớ nên làm mà. Cảm ơn những người bạn nhỏ bé. Tớ thật xấu tính khi trước đây đã xem thường và có những lời lẽ không phải với các bạn. Các bạn bỏ qua cho tớ nha. Bọn tớ không để bụng đâu mà. Cho bọn tớ được kết bạn với các cậu nhé. Các bạn chuột đồng, bọn tớ rất sẵn lòng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.